Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Phạm Anh Quang. Và ngày hôm nay thì mình lại có một cái cam hành trình mới để mở hộp và chia sẻ nhanh với các bạn. Thì đây là chiếc DDPi N1 Duo. Và như các bạn thấy này, cái hộp còn nguyên seal nhá. Bây giờ thì mình sẽ bóc cái lớp seal này ra. Sẽ bóc ra để giới thiệu nhanh với các bạn. Đấy, thì cái cam này cũng mới được ra mắt trên toàn thế giới thôi. Đây, vẫn là một cái thiết kế đóng hộp khá là quen thuộc của nhà DDPi. Mình đã trên tay khá nhiều cái cam hành trình của DDPi rồi. Và mình khá là ấn tượng với cái chất lượng cũng như là cái giá thành của cái hãng này. Đây, và chúng ta sẽ mở ra, cảm giác như là chúng ta đang mở một cái máy tính bảng ấy. Đây, trong này thì sẽ có toàn bộ những cái link phụ kiện. Và cái đầu tiên chúng ta sẽ thấy nào, bên này khả năng sẽ là một quyển sách hướng dẫn sử dụng, được đặt trong một cái bì thư khá là đẹp như này. Chúng ta có một quyển sách hướng dẫn sử dụng để xem lần này nó có tiếng Việt không, có tiếng Anh thôi các bạn ạ, có tiếng Anh nhá. Cùng với đó là hai cái miếng dán thử tính, thì hai cái miếng dán này sẽ giúp chúng ta dán lên kính và chúng ta có thể tháo ra bóc vào một cách dễ dàng. Sẽ đặt nó vào đây. Tiếp theo ở đây này, chúng ta sẽ có một sợi dây kết nối từ cam chính ra cam sau, và nó được sử dụng với cổng 2.5 truyền thống nhá. Cái sợi dây này dài tới 5,5 m, nếu bạn nào sử dụng ở trên những cái xe từ 7 chỗ đổ xuống ấy thì hoàn toàn yên tâm. Tiếp theo chúng ta có một sợi cáp USB ra đầu tai C để kết nối từ tổ sạc tới cam chính. Cái sợi dây này dài 3,5 m nên hoàn toàn chúng ta có thể một cách bình thường chúng ta kết nối, chúng ta setup ở bất kỳ một cái tổ sạc nào trên xe một cách bình thường, không vấn đề gì cả. Một cái cam sau. Cái cam sau này thì không có số hiệu gì cả, nhưng mà mình nhìn nó khá giống với cái bộ trong cái chiếc DDPi Z40, nên là hy vọng cái chất lượng nó cũng sẽ giống thế. Tiếp theo mình sẽ có một cái tổ sạc. Rồi, lần này thì tổ sạc nó sẽ có hai cổng USB nhé các bạn nhé. Hai cổng USB ở cái tổ sạc này. Lần này thì được trang bị thêm đó là hai cổng USB để chúng ta có thể là vừa sử dụng cam và chúng ta sạc thêm cho các cái thiết bị khác như là điện thoại, tai nghe thứ chẳng hạn. Và cái sản phẩm chính cốt yếu của chúng ta nó sẽ còn ở trong này. Đi kèm với đó sẽ chính là một cái kẹp để chúng ta dán lên kính đây. Thì đây là cái kẹp đã được dán sẵn một cái miếng 3M này. Ở trong này thì sẽ còn hai cái miếng 3M để các bạn có thể sơ cua nhé. Và cuối cùng thì chúng ta có một cái cam chính ở đây. Đây, và khi lắp đặt thì nó sẽ dạng kiểu như thế này các bạn. Ở đằng trước này thì sẽ có một cái mắt cam. Thì cái cam này có cái độ phân giải lên tới 2K này. Rồi, chỗ này có một cái đèn nhỏ nhỏ để báo tín hiệu. Phía trên đỉnh đây là cổng nguồn này và cổng kết nối với cam sau này, mắc cài này. Những cái khe này thì mình nghĩ rằng đó là những cái khe thoát nhiệt. Có một cái đèn tín hiệu đằng sau nữa. Ở dưới đây thì cũng có những cái khe thoát nhiệt. Ở dưới đáy thì sẽ có một cái lỗ mic để có thể thu âm tiếng. Và như các bạn thấy này, thì nó có một cái thiết kế dạng thanh. Có kích thước chỉ bằng khoảng 2 ngón tay thôi, khá là nhỏ gọn. Nếu mà so với chiếc Z40 thì sẽ nhỏ gọn hơn rất là nhiều. Nhưng mà nếu so với cái Mini Pro thì chưa nhỏ gọn bằng. Nhưng đổi lại thì cái cam này mình hy vọng nó sẽ cho cái chất lượng cao hơn con Mini Pro. Ở phía bên tay phải thì sẽ có một cái khe để chúng ta gắn thẻ nhớ. Thì lần này DDPi đã nâng cấp là cái cam này có thể hỗ trợ cái thẻ nhớ lên tới 256GB. Chứ không phải là 128GB như những cái cam trước đây nữa. Như thế nó sẽ thoải mái để cho chúng ta lưu trữ. Đặc biệt là cái cam này nó có cả cam trước và cam sau, nên cái việc nó sẽ tốn dung lượng hơn những cái cam bình thường rất là nhiều. Những hình ảnh mà các bạn đang xem đây được quay trực tiếp từ chiếc camera DDPi N1 Duo. Và các bạn thấy chất lượng hình ảnh như thế nào? Như mình quan sát ở trên cái màn hình điện thoại ấy, bởi cái camera này nó không có màn hình, nên là mình đang phải canh cái góc bằng cái màn hình điện thoại đây, thì cho cái chất lượng khá là ổn. Và mình dự định sẽ sử dụng nó để làm ô tô vlog. Mình nghĩ rằng chắc chẳng có ai giống mình sử dụng cam hành trình để làm ô tô vlog đâu. Nhưng mình cứ thử đặt ra cho nó một cái thử thách xem sao. Và các bạn thấy chất lượng hình ảnh như thế nào? Bởi cái cam này nó có cả hai cam, cam trước và cam sau, nên mình có thể sử dụng cái cam trước để quay đường phía trước này. Còn cái cam sau thì mình để mình quay vào mặt mình. Và đặc biệt là khi mà chúng ta sử dụng cam hành trình ấy, thì không sợ nó bị nóng máy này, không sợ bị quá nhiệt như những cái camera mà mình đang dùng. Và các bạn hãy đón chờ trong những cái video tiếp theo, thì mình sẽ trải nghiệm, mình sẽ sử dụng trong một thời gian để xem rằng cái cam này nó có những cái ưu nhược điểm gì và nó có đáng giá so với cái số tiền dưới 2 triệu mà chúng ta phải bỏ ra hay không nhá. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Phạm Anh Quang.